sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là cục sạc nhanh Wechat 3.0 Ophir nha các bạn. Đây là cục sạc nhanh Ophir Wechat 3.0. Thì cục sạc này có nguồn ra ổn định là 5V 3A. Nên các bạn yên tâm khi sử dụng cục sạc này, nó rất là an toàn cho thiết bị của các bạn luôn nhé. Khi mua cục sạc thì các bạn lưu ý là cái nguồn ra ổn định rất là quan trọng đối với thiết bị của các bạn. Nên các bạn yên tâm khi sử dụng cục sạc Ophir bên mình nhé.